Sự đời trớ trêu thay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa. Nàng buồn hóa tâm tư đau thương, phá tâm bệnh trong lòng như góc hoa. Người mần cớ đi nơi linh thiêng, mong quên đi hết nỗi sầu chia biên, để lại thấy được chàng bớt đau trong tim nàng mang. Lòng chàng đớn đau hơn khi duyên nhân gian chẳng gieo vào tâm ý nàng. Một người xuất gia sao yêu thương, huống chi nàng lại là công chúa vàng. Tuyệt tình tránh yêu thương nhân gian, chàng gieo thân sẵn trong biển lửa chan, để lại mối nhân duyên đắng cay lưu truyền trần gian.